Minh Phi chào mừng quý vị đang đến với bản tin FPNC tối ngày 6 tháng 3 năm 2017. Trong phần đầu của bản tin kỳ này thì Minh Phi xin được gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Xăng giảm chưa tới 100 đồng một lít từ 15 giờ chiều ngày 6 tháng 3. Bộ Công Thương lo mất cân bằng thương mại do nhập khẩu nhiều mặt hàng như điện thoại, ô tô tăng trưởng nóng. Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm nhân sự cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm. Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá mỗi lít xăng khoáng, xăng sinh học đã được điều chỉnh giảm từ 58 cho đến 76 đồng một lít, trong khi giá các mặt hàng dầu tăng từ 55 cho đến 142 đồng một lít ký. Theo thông báo về điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước vừa được Bộ Công Thương gửi tới các doanh nghiệp đầu mối, giá bán lẻ mặt hàng xăng RON 92 giảm 76 đồng về mức tối đa là 18.022 đồng một lít, xăng E5 giảm 58 đồng một lít xuống mức 17.760 đồng một lít. Cùng với giảm giá bán, Liên Bộ cũng quyết định giảm mức chi quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng về 0 đồng một lít, giảm 300 đồng so với kỳ điều hành trước đó. Ngược lại, các mặt hàng dầu được điều chỉnh lại tăng giá 55 đến 142 đồng một lít hoặc một ký tùy loại. Sau điều chỉnh, giá dầu hỏa không cao hơn 12.800 đồng một lít, dầu diesel 14.400 đồng một lít và dầu mazut là 11.300 đồng một lít. Theo Bộ Công Thương, giá xăng được điều chỉnh giảm là do giá xăng thành phẩm thế giới bình quân 15 ngày qua có chiều hướng giảm ở mức 65,67 đô la Mỹ một thùng, giảm hơn 2% so với kỳ trước. Mới đây, đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm, Bộ Công Thương nhận định tình hình có nhiều khởi sắc, nhưng Bộ cũng lên tiếng cảnh báo nguy cơ mất cân bằng cán cân thương mại khi một số mặt hàng nhập khẩu như ô tô, điện thoại có mức tăng trưởng nóng. Theo Bộ Công Thương, trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu đã có sự tăng trưởng vượt bậc với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt xấp xỉ 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng cao nhất với trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm nông lâm thủy sản cũng đem về 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, so với cùng kỳ, giá bình quân của đa số các mặt hàng xuất khẩu đều tăng, đặc biệt là nông sản như điều tăng hơn 20%, cà phê tăng gần 32%, cao su tăng 81%. Nhờ giá xuất khẩu tăng nên kim ngạch xuất khẩu chung tăng khoảng 736 triệu đô la Mỹ. Dù xuất khẩu đang có nhiều dấu hiệu tích cực, nhưng Bộ Công Thương cảnh báo cán cân thương mại có thể mất cân bằng do một số mặt hàng nhập khẩu như ô tô dưới 9 chỗ, điện thoại di động, rau quả tăng trưởng nóng. Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi 153 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu gần 9.500 xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ, tăng 139,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi điện thoại di động tăng 129% và nhập khẩu rau quả cũng tăng 129,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sau 2 tháng, cả nước nhập siêu ước đạt 46 triệu đô la, bằng 0,2% kim ngạch xuất khẩu, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 3,5 tỷ đô la Mỹ, thì khu vực FDI kể cả dầu thô vẫn xuất siêu 3,4 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, tận dụng tối đa công nghệ số để hỗ trợ cho việc kinh doanh của mình là chìa khóa dẫn các doanh nghiệp đến thành công. Đây là nhận định được hầu hết các chuyên gia đưa ra tại diễn đàn Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao khởi nghiệp diễn ra mới đây. Theo bà Hà An, CEO của AnnBuddy, công nghệ là chìa khóa của thành công thì doanh nghiệp nào cũng biết. Nhưng cái khó với các doanh nghiệp hiện nay là không biết ứng dụng công nghệ nào phù hợp trong vô số công nghệ hỗ trợ việc kinh doanh hiện nay. Lời khuyên mà bà Hà An đưa ra là doanh nghiệp nên mạnh dạn thử. Thì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều công cụ thì nó cũng gây ra một số cái khó khăn nhất định cũng như một số cản trở nhất định cho doanh nghiệp là bây giờ sử dụng công cụ nào đây, sử dụng công cụ của Việt Nam hay sử dụng công cụ của nước ngoài, sử dụng công cụ CRM hay là sử dụng công cụ website bán hàng. Thì mình nghĩ một trong những cái cách mà để doanh nghiệp mà có thể tiếp cận được với những công cụ này thì bây giờ mình chỉ có cách là thử đi, mình sẽ thử. Mình xem là nó phù hợp như thế nào đối với mình và sau đó là doanh nghiệp có thể là sử dụng đúng được cái công cụ mà phù hợp với dịch vụ, sản phẩm cũng như phù hợp với những cái tệp khách hàng mà doanh nghiệp đấy muốn hướng đến. Cũng theo bà An, cái ứng dụng công nghệ số trong quản lý kinh doanh, chăm sóc khách hàng hiện nay khá đa dạng, có nhiều gói để phù hợp với tất cả doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, cái ứng dụng cũng dễ dàng cho doanh nghiệp triển khai, không phải tốn quá nhiều chi phí hay nhân lực để vận hành. Tại diễn đàn, các chuyên gia là CEO của các công ty cung cấp cái ứng dụng số cũng nhấn mạnh vai trò của marketing đa kênh. Theo đó, các chuyên gia cho rằng hiện nay, người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm, với doanh nghiệp bằng nhiều kênh, kể cả kênh truyền thống lẫn các kênh online. Do đó, yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp là phải có giải pháp tiếp cận khách hàng ở tất cả các kênh này, tương tác với khách hàng qua tất cả các kênh. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố. Đây là đơn vị thí điểm đầu tiên trên cả nước quản lý chuyên về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan là phó giáo sư tiến sĩ dược, từng là phó giám đốc Sở Y tế thành phố, làm trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm. Bà Lan sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng ban này từ nay cho đến ngày 6 tháng 12 năm 2019. Thành phố cũng bổ nhiệm ông Lê Minh Hải là bác sĩ chuyên khoa, từng giữ chức phó giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp, làm phó trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm. Bà Huỳnh Thị Kim Cúc, phó giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban thứ hai. Ban an toàn thực phẩm sẽ là đầu mối tập trung về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo thành phố, thời gian qua, việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại thành phố vẫn còn chồng chéo, có nhiều ban ngành cùng tham gia nhưng không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm với một thành phố lớn, đông dân như thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố đã kiến nghị chính phủ cho thành lập ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tập trung. Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, kỳ này thì Minh Vi muốn đề cập đến con số 14.200 tỷ đồng. Đây là số tiền mà nhà nước thu về từ thoái vốn trong 2 tháng đầu năm. Theo Bộ Tài chính, 2 tháng qua tuy chưa có đơn vị nào thực hiện cổ phần hóa, song các tổng công ty doanh nghiệp có vốn nhà nước đã đẩy mạnh việc bán đấu giá cổ phần vốn do nhà nước sở hữu tại doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 2, các tập đoàn tổng công ty nhà nước đã thoái vốn được hơn 3.000 tỷ đồng, thu về gần 14.200 tỷ đồng. Trong đó, 5 lĩnh vực nhạy cảm bao gồm chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, bất động sản và quỹ đầu tư đã bán cổ phần thoái vốn nhà nước được 35,8 tỷ đồng, thu về 36,3 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Tài chính, hiện nay các doanh nghiệp đang đẩy mạnh việc sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng lộ trình đặt ra của chính phủ. Sắp tới đây, Bộ cũng sẽ trình chính phủ thay thế Nghị định 59 bằng một nghị định khác có quy định chặt chẽ hơn và phù hợp hơn đối với thực tế cổ phần hóa doanh nghiệp đang đặt ra. Nghị định mới sẽ tháo gỡ được những vướng mắc về xác định giá đất khi định giá quyền sử dụng đất tại thời điểm cổ phần hóa và việc quản lý đất đai, định giá tài sản, tiền vốn của nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa, tránh việc thất thoát vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp. Vâng, thưa quý vị, tiếp nối với bản tin FBC tối nay sẽ là những tin tức nổi bật trên thế giới. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tập đoàn kiểm toán PricewaterhouseCoopers nhận định Trung Quốc sẽ dẫn đầu nền kinh tế toàn cầu trong 30 năm tới. Nhật Bản cho rằng vụ Triều Tiên phóng 4 tên lửa là mối đe dọa mới cho an ninh khu vực.